lượng chủ đề nhà hàng. Hello, ta chào khó. Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiếu Tiếu đến từ Tiếu Trung Alpha đây. Khi các bạn đến một nhà hàng Trung Quốc để dùng bữa thì chúng ta cần dùng đến những từ vựng nào đây nhỉ? Ngày hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu 30 từ vựng liên quan đến chủ đề nhà hàng nhá. Chúng ta khai sử ba. Tan Phục vụ viên Khách Chỗ vị Hoan nghênh quang lin Điển菜 Thuê chiên Yêu hội Mải tàn Chỉnh khơ Miễn phí Yến liệu Cài Huân cài Su cài Hải xiên Xí chán Hỏa cua Sao khảo Điển xin Thang Quả mịn Thiền Xiền Lạ Khổ Xoan Yếu nị Các bạn đã xem hết video và ghi chép đầy đủ rồi đúng không nào? Chúng mình hãy luyện tập hàng ngày đến khi thành thạo nhé. Và đừng quên ấn đăng ký để cập nhật nhiều những video bổ ích hơn nha. Tiếng Trung không khó vì có Alpha. Zaijian.